học mẫu giáo cách trốn học không? Và bây giờ MC sẽ dành cho mỗi người những câu hỏi rất ngẫu nhiên liên quan đến trình độ này, kiến thức này của học sinh lớp mẫu giáo. Đó, và trong vòng 5 giây là các chị phải trả lời. Và nếu như trả lời sai, vâng ạ, các chị là sẽ được đi về luôn, vâng ạ. Còn nếu như trả lời đúng thì được ở lại vòng sau. Người chơi sẵn sàng, nghe rõ chưa? Và tiếng nhạc nó lên được không? Và bây giờ anh chị phải làm theo MC nhá. Vâng, xin mời chị bước lên một bước, nhìn chị rất là xinh. Thường những người xinh thì hàm lượng yêu tình rất cao. Có đúng không? Có đúng không? À, cũng có thể là đúng, vâng, nhìn biết đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho chị như sau. Đây sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề cực dễ, nghe rõ trả lời. Có một người đàn ông da đen kết hôn với một người phụ nữ da trắng, hỏi đứa trẻ sinh ra răng của nó màu gì? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, màu gì? Màu trắng à? Vâng, thưa quý vị, đứa trẻ sinh ra làm gì có răng mà màu trắng? Về. Trời ơi. Rồi, không có răng thì không có màu gì nhá. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo dành cho chị như sau. Rồi, chị có một bộ màu đen và bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề màu đen. Nghe rõ trả lời. Có một người đàn ông da đen mặc chiếc áo màu đen, mặc chiếc quần màu đen, đi đôi giày màu đen, nhảy xuống một biển đen, hỏi anh ta bị làm sao? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, làm sao? Không sao ạ. Không sao ạ? Nhảy xuống biển mà lại không sao? Rồi ạ, nhảy thử đi. Bị sao thưa quý vị ơi? Vâng là bị ướt nha. Úi giời ơi, nhảy xuống biển mà không sao? Rồi, và bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho anh như sau. Anh có vợ chưa anh? Có rồi. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề phụ nữ dành cho anh như sau. Trong tất cả cơ quan của người phụ nữ thì cơ quan nào là quan trọng nhất? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, cơ quan nào? Cơ quan nào anh ơi? Nhắn cái phần quà to lắm. Gì ạ? Tim ạ? Thưa quý vị, xin chúc mừng sai bé. Một phụ nữ. Vâng, thưa quý vị, cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là gì? Hội Liên hiệp phụ nữ. Vỗ tay. Vâng, là Hội Liên hiệp phụ nữ. Anh có vợ chưa anh? Em có 3 vợ rồi. Ôi trời ơi, 3 vợ rồi rồi. Và bây giờ xin mời chàng trai đẹp trai bước lên một bước. Thường những người đẹp trai là hay trả lời sai thưa quý vị. Rồi, nghe rõ trả lời. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh như sau. Đây sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề lịch sử. Trong tất cả đời vua của Trung Quốc thì ai là người xây lên Vạn Lý Trường Thành? 5, 4, 3, 2, 1, ai? Nhanh nhanh, không nhắc vào ai? Không nhắc vào ai? Ai ai? Là ai ai ạ? Vào thưa quý vị, hết giờ rồi, về chỗ. Rồi, thất tiếc. Ai quý vị ơi? Tôi tiểu hoàng à, vâng. Sai bét. Vâng, thưa quý vị, trong tất cả các loại vua của Trung Quốc thì ông thợ xây là người xây lên Vạn Lý Trường Thành nhá. Vua nào biết xây? Trời ơi. Rồi, thợ xây nó xây. Làm sao qua được. Đây mới là câu hỏi đầu tiên dành cho anh. Nghe rõ trả lời nhạc lớn lên. Rồi, câu hỏi, anh thích câu hỏi.
hỏi dễ hay là câu hỏi khó? Câu hỏi nào trả lời được? Rồi, câu hỏi trả lời được dành cho anh như sau. Đây sẽ là một câu hỏi cực dễ. Nhà bé Nam có 4 người. Người thứ nhất tên là Xuân, người thứ hai tên là Hà, người thứ ba tên là Thu. Hỏi người cuối cùng tên gì? Không nhớ bài. Không nhớ bài nhá. Câu hỏi dành cho anh như sau. Nhà bé Nam có 4 người. Người thứ nhất tên là... Thằng đấy là tên là Nam. Vỗ tay của mình ơi. Rồi, rồi. Em xin hỏi bé nhá, không phải thằng đấy. Vừa đấy là bảo là có 3 vợ, tức là có 4 vợ đấy. Không phải vợ mày đánh chết. Rồi, tuyệt vời. Rồi, người đầu tiên trả lời đúng rồi. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho chị gái áo đỏ như sau. Đây sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề giới tính. Ở giữa người đàn ông và người đàn bà là gì? Là gì? 5, 4, 3, 2, 1 là gì? Nhanh lên! Trả lời nhanh! Không nhắc, không nhắc nào! Nhắc là gì? Vâng, thưa quý vị, hết giờ rồi. Xin phép được chia buồn. Dành một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, thưa quý vị, đáp án của chương trình như sau. Ở giữa người đàn ông và người đàn bà, đó chính là từ và nhá. Vâng ạ. Rồi. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo dành cho cô gái như sau. Nghe rõ trả lời này nhá. Nhớ. Có một cây dừa, trên ngọn cây dừa có 3 con vật. Một con là khỉ, một con là diều hâu và một con là con khóc, là con sóc. Hỏi con nào hái được trái chuối trước? Con nào? 5, 4, 3, 2, một con nào? Con gì? Con gì nhanh? Không phải con đi chuối mà bị cây dừa. Vâng ạ, không có trái chuối, chính xác thưa quý vị ơi. Vâng ạ, tôi nghe thấy nhiều người trả lời là con khỉ. Vâng ạ, cây dừa là gì có chuối? Và các suýt nữa thì bị lừa. Rồi, câu hỏi dành cho bạn như sau. Nghe rõ trả lời. Trong tất cả các loại nước thì nước nào có nhiều ổi nhất? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, nước nào? Có nước nào? Nước nào? Nước ổi nhiều. Nước ổi à? Xin chúc mừng bạn. Rất tiếc phải chia một phần. Thưa quý vị, ai đã bán ạ? Vâng, thưa quý vị, trong tất cả các loại nước thì nước gì? Vâng ạ, nước bỉ ạ, vâng, bỉ ổi. Vâng, nhiều ổi. Rồi, bây giờ câu hỏi dành cho chị gái như sau. Chị thích câu hỏi dễ hay là câu hỏi khó? Câu dễ. Câu dễ, câu hỏi dành cho chị như sau. Đây sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề hoàn hình. Rồi, trong tất cả các loại chuột thì chuột nào đi bằng hai chân? Chuột nào? Chuột nào? Mất đi à? Rồi, xin chúc mừng. Đây mới chỉ là câu hỏi phụ mà thôi. Và bây giờ câu hỏi chính dành cho chị như sau. Trong tất cả các loại vịt thì vịt nào đi bằng hai chân? Vịt đó nè. Vậy thưa quý vị, vịt nào chẳng đi bằng hai chân? Rồi, đi về. Trời ơi, tưởng thế nào? Tưởng giới thạch thôi. Trời ơi. Vâng, còn ai? Rồi, xin mời anh ở đây. Rồi, vịt nào đi bằng hai chân? Và bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho anh như sau. Anh thích câu hỏi dễ hay là câu hỏi khó? Tôi thích làm câu hỏi khó không ạ? Rồi, và bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề động vật. Nghe rõ trả lời. Con trâu con người ta gọi là con nghé. Con bò con người ta gọi là con bê. Vậy thì con lửa mẹ người ta gọi là con gì? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Con mẹ. Con lửa mẹ người ta gọi là con gì? Con lửa mẹ người ta gọi là con gì? Con lửa mẹ nó gọi là con mẹ. Gọi là con mẹ à? Vâng, sai phép. Vâng, ai đã bán ạ, à, thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, ai là con gì? Trả lời to. Vâng ạ, à, chính xác. Đó chính là con hư, con đi lừa cả mẹ mình mà. Úi giời ơi, nguy hiểm. Đúng cho một tràng vỗ tay quý vị ơi. Rồi. Và bây giờ xin mời một chàng trai và cô gái đã chiến thắng vòng 1. Chiến thắng vòng 1, hai bạn nhận được mỗi người một phần quà. Và bây giờ sẽ là vòng 2. Nếu như ai trả lời đúng sẽ nhận được thêm một phần quà. Nhá. Ai có đáp án vui lòng
đập vào tay của MC để nhận được cơ hội trả lời. Đây sẽ là một câu hỏi liên quan đến chủ đề hại não, nghe rõ. Nếu như ai trả lời đúng trở thành quán quân, còn nếu như ai trả lời sai, người còn lại trở thành quán quân. Rồi, nghe rõ trả lời, nghe rõ nhá. Ngày hôm qua cốt ngày hôm nay là ngày mai cốt ngày thứ ba, ngày mai cốt ngày hôm nay là ngày hôm qua cốt ngày thứ bảy, hỏi hôm nay là thứ mấy? Thứ mấy? Hôm nay là thứ bảy. Trời ơi, người ta hỏi cho cái câu hỏi chứ ai hỏi cho ngày hôm nay. Trời ạ, xin chúc mừng sai bét. Vâng, thưa quý vị, người ta hỏi cái câu hỏi trong cái câu hỏi chứ ai hỏi cái câu hỏi này ở ngày hôm nay. Nghe rõ trả lời, nếu như khán giả trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà. Nhấc cánh tay ạ. Ngày hôm qua có ngày hôm nay là ngày mai có ngày thứ ba, ngày mai có ngày hôm nay là ngày hôm qua có ngày thứ bảy. Xin mời áo đen ạ. Thứ mấy ạ? Thứ tư ạ? Chưa chính xác quý vị ơi, thứ mấy? Thứ ba? Thứ tư ạ? Thứ sáu ạ? Lại sai rồi, xin mời anh. Thứ năm, ban tổ chức mang ngay một phần quà dành cho anh ngày thứ năm nha quý vị. Ngày hôm qua có ngày thứ năm là ngày mai có ngày thứ ba, có đúng không quý vị ơi? Phải không ạ? Ngày mai có ngày thứ năm có phải là ngày hôm qua của ngày thứ bảy không ạ? Ngày mai có ngày thứ năm tức là ngày thứ sáu và tức là ngày hôm qua có ngày thứ bảy, có đúng không quý vị ơi? Rồi, xin mời chào vào đây ạ. Rồi, tuyệt vời. Sao chưa gì đã nhận quà thế này? Trời ơi.